Thưa quý vị, sáng nay 17 tháng 11, gần 100 đại biểu là cán bộ Hội Chữ thập đỏ từ 83 xã phường thị trấn và 9 quận huyện trên địa bàn thành phố Cần Thơ đã tham dự hội nghị tập huấn triển khai nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ Việt Nam khóa 11, nhiệm kỳ 2022-2027 và nghiệp vụ công tác hội năm 2022. Mở đầu hội nghị, các đại biểu hưởng ứng phát động và thực hiện nhắn tin ủng hộ vì đồng bào vùng lũ. Khóa tập huấn sẽ diễn ra trong 2 ngày giúp cho cán bộ hội nắm vững nội dung nghị quyết, chương trình hành động, các mục tiêu giải pháp thực hiện để có căn cứ cụ thể hóa, vận dụng sáng tạo vào thực tiễn công tác nhân đạo tại địa phương đơn vị. Trao đổi giải pháp giải quyết khắc phục những khó khăn tồn tại hạn chế tại cơ sở, đồng thời thống nhất hành động của các cấp hội trong tổ chức triển khai công tác nhân đạo trên địa bàn thành phố trong thời gian tới.